Đang nhạc nhẹ. Cứ từ từ ở đây mà mở đầu. Đang đoạn dạo. Bán thứ hai mới cái cầu kia nó đèn sáng rồi. Cầu dừng lại tí tắt cái gì kia đi. Rõ. Điều về khách sạn. Đẹp. Đẹp. Đó nhìn pháo hoa đẹp à. Đó. Xem à.
đẹp. Nhìn nhờ, đẹp rồi, đẹp rồi. Bắn tầm cao gì, xem thích bắn tầm thấp rồi. Em mới tưởng là cái xoay xoay nó bắn thôi. Nên nó lộn xộn như thế này nó ngủ. Nó đẹp đúng không? Cái linh tầm nó đẹp. Tầm cao thì nó mới tỏa. Tầm thấp thì nhìn nó sướng. Khói tỏa đẹp. Nhưng mà bắn nhiều thì khói. Đẹp lên cả khói thì đừng đẹp. Đẹp á, đó, đẹp. Chắc tổng kết chứ quả đây quả tổng kết. Khó cũng không thấy gì à. Đẹp nha, đó linh tầm nó đẹp nữa. Đây là mai mà mưa, người tầm dưới không bao giờ xem được. Đúng rồi. Mưa rất là khói, rất là tịt.